Nơi này trông giống như một thư viện hơn là một toa tàu. Hệ thống thư viện sách được lắp đặt trên tuyến Gyeonggui-Jungang, tuyến tàu điện ngầm dài nhất tại Hàn Quốc. Trên tuyến tàu điện này, mỗi đoàn tàu luôn có sẵn 500 đầu sách cứng mà hành khách có thể mượn đọc tùy ý bất cứ lúc nào. Cùng với đó là một lượng sách tương đương dưới dạng e-book cũng được tích hợp tại các màn hình LED trên tàu. Ý tưởng này mới lạ và khiến chúng cháu ngạc nhiên. Ý tưởng ấy giúp cháu gần gũi hơn với sách. Tất nhiên, sách của thư viện này hoàn toàn miễn phí đối với người đi tàu. Nhờ đó, người dân Hàn Quốc giờ đây sẽ không còn cảm thấy nhàm chán trong thời gian trên tàu điện ngầm. Tôi thích những gợi ý của hệ thống thư viện này, đặc biệt là các loại sách văn học. Nó giúp tôi biết đến nhiều đầu sách hơn. Ngoài ra, tại một số nhà ga, chính phủ Hàn Quốc còn thực hiện việc lắp đặt một loạt máy in sách miễn phí tại một số nhà ga. Người dân có thể chọn trong số hơn 1.000 cuốn sách ngắn để đọc và chiếc máy sẽ in sách ra giấy chỉ trong vài lát.